một số bạn á là có học ở bên bên cái lớp dược á, có học buổi tối. Lúc đó là các bạn là bao nhiêu vô học phần sau này, số 7 phần sau thì nguyên phần này từ đầu là không học, để dẫn đến một cái việc mà là các bạn bị kiến thức. Kiến thức đây là khi mà giảng tới dẫn tới là cái bài sau thì mình giảng thì bạn thấy nó bị thiếu hụt nha. Thì cái này là cái chấp vá cũng được. Thế đợt gì đi mua đã học cái này chưa? À, bây giờ mình học cái này nha. Cái này là gọi là cái phần liên quan đến dược tổng hợp, dược lý, hóa dược dược lý luôn. Thì chúng ta sẽ có bốn cái yếu tố ở đây. Cái bài này của mình là bài này nè, bài này của mình là bài dược tổng hợp. À, thì cái phần bài đầu tiên, bài số 1 này là bài dược tổng hợp. Thì trong cái học dược tổng hợp này chúng ta sẽ có cái phần có liên quan đến hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải dược. Ở đây là những từ tiếng Anh của nó, và những từ tiếng Anh này nó sẽ viết tắt thành các cái từ, cái từ là ADMA. Thì các bạn thấy là tại sao lại có bốn quá trình này? Thì cơ bản là khi mà thuốc đi vào trong cơ thể thì thuốc sẽ trải qua bốn quá trình này thì mới hoàn thành quá trình của thuốc. Khi thuốc đi vào thì nó sẽ hấp thu vào trong cơ thể, thì khi hấp thu vào trong cơ thể rồi thì hấp thu bằng con đường nào thì nó sẽ liên quan. Ví dụ là mình đi uống thuốc vào thì nó hấp thu qua đường dạ dày hay là đi qua đường ruột. Hay là nhiều khi bạn thấy một số người hay dùng thuốc á, người ta không có uống, người ta làm gì, người ta xịt đúng không, người ta khi dùng là trong trường hợp bị được những bệnh phổi. Có những người ta dùng viên thuốc đạn đặt đó, thì đó là những cái thuốc mà nó đi bằng những con đường khác nhau thì cái sự hấp thu nó sẽ làm khác nhau. Còn khi mà thuốc đã hấp thu vào trong cơ thể rồi thì nó sẽ phân bố tới các cái bộ phận, các cơ quan ở trong cơ thể, và cái sự phân bố này của nó thì nó phụ thuộc vào tác dụng của thuốc. Thuốc tác dụng tại chỗ hay thuốc tác dụng toàn thân hay là thuốc tác dụng ở một cơ quan bộ phận nào thì nó cho ví dụ thuốc này là thuốc mà tác dụng trên hệ tim mạch thì nó sẽ làm điều hòa huyết áp. Thuốc này giảm đau về cơ xương khớp thì nó giảm đau trên hệ cơ xương khớp của mình. Kháng sinh cũng vậy luôn. Như vậy thì cái sự phân bố này nó sẽ liên quan đến việc là thuốc được vận chuyển trong máu thế nào đó. Qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn chuyển hóa. Thì phần chuyển hóa này bạn nhớ trong cơ thể mình có hai cơ quan chuyển hóa tốt nhất, đó là gan và thận đó. Thì chút xíu vào cái phần chuyển hóa thì mình phải có phần chuyển hóa ở gan và thận, nhưng mà chủ yếu là chuyển hóa ở đâu? Chuyển hóa trong gan là nhiều, gan chuyển hóa nhiều. Vì vậy các bạn thấy là cái phần chuyển hóa qua gan, cái phần chuyển hóa qua gan thì nó sẽ đào thải ra, thì nó sẽ đi với lại thải trừ. Khi mà anh chuyển hóa qua gan thì anh sẽ thải trừ ở đâu? À, thải trừ ra phân và đại tiện. Còn nếu mà anh chuyển hóa qua cái đường gọi là đường nước tiểu, anh sẽ đổi qua đường thận, thì lúc đó anh sẽ thải trừ ra đường nước tiểu. Nhưng mà thì nó sẽ có những cái sự chuyển hóa khác nhau, nhưng mà hầu hết các thuốc chuyển hóa ở gan, hầu hết các thuốc được chuyển hóa ở gan, vậy nó đào thải ra và qua đường phân và nó sẽ ra ngoài đó. Cho nên là các bạn sẽ hình dung là thuốc của mình nó sẽ có cơ bản là đã làm lại của mình qua hai đường luôn, là đường nước tiểu với lại là cái đường phân là chính. Ngoài ra nó cũng có thể đào thải ở những đường khác, ví dụ là qua mồ hôi, qua hơi thở, vân vân. Đây là những cái gọi là dung tổng hợp, là cái quá trình của thuốc đi vào trong cơ thể. Và từ cái việc này chúng ta mới biết là tại sao nó có được cái dạng viên thuốc là viên nang, viên nén, thuốc bổ, thuốc cố, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng dung tổng hợp của từng thuốc. Khi mà mình muốn thuốc cho mình tác dụng nhanh thì mình nên đưa vào trong cơ thể mình ở dạng lỏng và cái dạng mà nó đã hòa tan rồi. À, ví dụ bạn bị đau đầu thì đau đầu bạn dùng gì? À, paracetamol. Nhưng mà đau đầu bị paracetamol bạn đi ra mà bạn kêu là chị ơi đau đầu quá thì cho tôi viên băng, cho tôi viên thuốc, lấy cho mình viên thuốc là viên nén là panadol, hoặc là cái viên nang đưa mình cho viên paracetamol nào đó. Xin thưa rằng là nếu một người đưa như vậy người ta không có hiểu gì về dược lý vì khi mình đưa viên nén, cái viên nang cũng vào trong cơ thể, cái viên nén của viên nang đó phải chờ một thời gian để viên nó rã ra, chúng ta hấp thu vào trong cái niêm mạc dạ dày hay là niêm mạc ruột để từ đó nó đưa trong máu nó tác dụng được. Thì thời gian nó rã mà cái viên nó rã nhanh nhất là cái viên nén chậm, cái viên nén không bọc không bao gì hết, thì cái đó là cái tối đa là 15 phút, thì mấy cái viên khác 30 phút, thì có viên 60 phút. Thì như vậy chúng ta mới biết đầu đang nhức đầu nhiều, mình cần cái viên nó tác dụng nhanh cho mình thì mình lại dùng hai thuốc lần.
vì vậy là nó lại có một cái dạng màu chế khác, đó là dạng phiên sổ gì. Như vậy bạn đang màu là cây là kia, bạn đang tu tiên hết cây là cây, là cây tiên ba la sổ. Ba la sổ thì có công thức nó sổ cái đàn cái 1 phút 30 giây về nguyên tắc của nó là rã. Nguyên tắc quy định là rã nó có 5 phút mà. Nhưng mà các công ty xin thì hầu như nó sẽ làm rã rất là nhanh, các khoảng tầm là 1 phút đến 1 phút rưỡi là rã hoàn toàn. Và khi rã hoàn toàn thì sao? Mình cảm tốc nó cũng đủ. Như vậy là khi mà nó vô cơ thể nó không cần phải chờ thời gian để đi nó rã rồi. Mà như vậy nó cũng vô cái dạng lỏng thì nó càng hấp thu nhanh, và bị dạng lỏng thì sao? Cái diện tích tiếp xúc của nó với lại cái niêm mạc dạ dày sẽ nhiều hơn, đúng không? À, nhưng mà các bạn thấy một điều, các bạn để nước ở trong một cái túi chắc chắn sẽ tích nó sẽ nhỏ hơn, các bạn đổ nước ở trên nền nó lan tỏa rất là nhiều. Như vậy đó uống nước vào thì nó sẽ hút dạng lỏng nó vào, nó sẽ hấp thu rất là nhanh, tác dụng lớn. Như vậy thì nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu, cái hấp sự hấp thu của cái dạng thuốc mà người ta sẽ dùng những dạng vào chế khác nhau. Rồi tới nữa là sự chuyển hóa. Tại sao mình phải có chuyển hóa qua gan, tại sao mình phải có chuyển hóa qua thận? Bởi vì cơ quan cơ thể mình có hai bộ phận, đó là chuyển hóa tốt nhất. Và nếu như một cái người đó ta bị bệnh gan thì sao, đúng không? Ta bị bệnh gan thì sao? Gan nó yếu, nhưng khi mình mua một thuốc cho người ta uống mà không có chuyển hóa qua gan thì không phải là mình làm cho người ta ăn người ta càng yếu rồi. Ví dụ một cái người uống tốt uống bia uống rượu về sáng hôm sau cồ đầu nó sẽ bị hóa được. Uống bia rượu uống cồ tức là ethanol và khi nó vào trong cơ thể nó chuyển hóa thành ra là methanol, cái độc đó là methanol. Và methanol đó nó sẽ ra, nó sẽ bị ức chế tập trung trung lượng mình và làm mình cảm thấy sao nhức đầu khó chịu. Về buổi sáng mình nhận nhức đầu khó chịu quá thì mình cảm thấy là gì? Paracetamol này là mới nói uống. Thì các bạn thấy là cái gì? Đã bị đã uống bia rồi là chuyển hóa qua gan, đã làm tới gan nó yếu rồi. Sáng rồi thì bị paracetamol, mà paracetamol nó cũng chuyển hóa qua gan luôn. Và như vậy cái gan nó yếu, mình lại làm cho cái gan nó phải hoạt động trong một cách tự ba ba rồi. Thì dẫn đến việc là sao? Nó bị rèn luôn, chỉ thích bán một cách. Thì kia đã lúc mà được rồi đó đúng rồi anh thấy khép nó hơi nhiều cái đó rồi bạn nghe được không? Hơi văn văn nãy giờ văn văn là từ sau có nghe thì như vậy các bạn sẽ chung là nếu đã bị uống bia uống rượu nó chuyển hóa qua gan là cơ gan mình nó đã yếu rồi. Đằng này cũng sẽ đau đầu quá lấy thêm một cái viên paracetamol một cái đầu cái gì gì đau đầu lấy paracetamol. Cái paracetamol nó lại chuyển hóa qua gan, hai cái anh cùng một lúc dập qua gan, làm cái gan chịu không nổi. Những cái người lúc đó mà uống para như vậy thì đang cố tình làm cho cái gan trở nên càng ngày càng yếu dần. Và chưa kể cái gan càng ngày càng yếu dần dần thì mai mốt đến khi mà cái gan nó bị hủy hoại bị viêm gan, thì vừa có bia rồi hoặc là đã bị viêm gan rồi mà uống những thuốc chuyển hóa qua gan rồi. Thì thưa mình bất một cái sự liệu từ thất sĩ liệu men gan tăng cao thất thất sĩ liệu đây là nó còn cao. Vì vậy những khi mình thấy rằng là à bị nhức đầu như vậy anh phải được viên thuốc gan, viên thuốc này không hại gan ở tình chuyển còn cái dạng giảm đầu khác ibuprofen này dùng ibuprofen nó giảm đầu mà nó lại không có gây gì hại gan thì bữa sau sang cái bài giảm đầu thì cho bạn và các bài mình và trong các cái slide thì các bạn là có cái giảm đầu mà có ibuprofen. Rồi, như vậy lúc đó có thể là mình dùng một cái dạng thuốc khác hoặc là mình có thể dùng một cái thuốc nào đó chuyển hóa qua thận thì nó không ảnh hưởng đến gan. Như vậy các bạn thấy là rõ ràng là mình sẽ có những con đường mà hấp thu chuyển hóa khác nhau và con đường này nó cực kỳ quan trọng. Như vậy mục tiêu của bài hôm nay là các anh chị các bạn sẽ nắm được là hấp thu, phân phối, chuyển hóa thay tử như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi vào các cơ bản đầu tiên trước, đó là con đường gọi là con đường hấp thu. Sau đây là xin
Rồi bây giờ các bạn sẽ vào con đường này. Đầu tiên nha, đó là con đường hấp thu. Và con đường hấp thu thì nó sẽ có những con đường nào? Thứ nhất là con đường quay da, thứ hai là con đường tiêu hóa, thứ ba là con đường hô hấp, thứ tư là con đường tim. Thì nói thẳng các bạn luôn, bây giờ cái bài đầu tiên này mình có ba bài này chương đầu tiên. Các bạn muốn học ba bài này chương này như chương sau hay là chỉ cần cơ bản về yếu tố cùng đó, các bạn muốn gì hãy hiện ngay vậy thôi. Và cái bài chương này sẽ thứ nha, kỳ kỹ là cái phần nào nó quan trọng, nó phần thuốc thì lại còn biết công việc thầy sẽ đưa chuyện các bạn về bước đây ha. Các bạn biết chương sau còn nữa, tại vì mua đi chương sau mà thì nghĩ cái đó bị lỗi nha. Mà bạn đây là cần thuốc không tập trung vào thuốc để bạn nhiều hơn, được chưa? Rồi thì ở đây mình có bốn con đường hấp thu này, nhưng mà những cái này là nói bởi vì là nó liên quan đến việc sử dụng thuốc. Anh học thuốc xong mà không biết cái tụi điều cái dạng gì hết à, dùng thuốc xong mà khi mà nghe nói là thằng thiếu được biết chẳng biết phải thì sao thằng thiếu được biết tự nhiên bay ra cái gì thằng thiếu được cái gì, tại sao cái thằng thiếu được rất là của nàng đâu, thì lúc đó thì là à nó có cái gì đó rồi. Như vậy là có bốn con đường, là con đường quay da, là con đường tiêu hóa, là hai con đường hô hấp, là ba con đường tim, là bốn. Thì trong bốn con đường này bây giờ con đường nào là con đường chính đáng, thì là con đường nào là thường mà sử dụng thuốc thức, đó là con đường tiêu hóa, con đường uống á, trong từng con đường này là con đường mà người ta thường sử dụng nhiều nhất, bởi vì nó đơn giản, là đơn giản. Các bạn cứ nghe cái gì đi tim thấy mệt đúng không? Tim nhất là thấy mệt là uống cái thuốc mệt, à uống thuốc mệt. Còn cái bệnh nào nghe bôi thôi thì nó nhẹ nhàng hơn, thì bôi cái da thôi, bị nắm cái gì thôi đơn giản hơn nha. Còn cái gì mà liên quan đến mà dùng cái chai sinh sinh khí dung tích vì nó làm sao nó liên quan đến phổi, mà lỡ mình làm cái công việc nào đó nó liên quan đến việc mình sử dụng sức, mình làm quá sức cái mình bị mệt, chứ mình không kịp mình lấy thuốc mình thức thì chuyện gì cũng dễ cũng đỡ lắm ha. Thì đó là những cái con đường mà hãy là chăm cho nó từ đó, con đường tiêu hóa là con đường sử dụng nhiều nhất và uống nha. Về cấu tạo của da, tại sao mình nói về cấu tạo của da, thì mình đi qua đường cái đường đầu tiên là hấp thu qua da, thì mình phải biết cấu tạo của da mình để làm gì, để khi mà mình bôi cái lớp thuốc lên như thế nào. Thì thông thường lớp da của mình nó là lớp thượng vị, trung vị, hạ vị, và thật sự cả mấy cái lớp này thì các bạn sẽ được là đều là lớp lipid, hầu giờ lớp lipid tức là lớp mỡ, lớp mô mỡ đó. Vì vậy khi mình dùng một cái thuốc nào đó mình để mình bôi trên cái bề mặt này, những thuốc đó thông thường nó phải là cái dạng dầu và dạng mỡ, thì nó thành kem á, kem dạng dầu dạng mỡ, nó mới hấp thu được vào lớp da được tốt. Khi mà bạn sử dụng những cái thuốc như là thuốc dạng nước thì bôi lên nó sẽ không hấp thu nhiều. Bởi vì là cái da mình là da là mô mỡ là lipid, mình bôi lớp nước lên á, giữa hai cái lớp này là phủ màng của nhau thì nó khó phù hợp. Khi mình bôi cái dạng gì, dạng lớp dầu luôn thì nó sẽ hấp thu nhanh hơn. Nếu mà chị mình sẽ đưa mình một số cái như vậy. Do đó thì ở đây là mình những cái thuốc mà nó dễ mang trong nước, nó là thuốc dễ mang trong nước thì xin thưa là nó rất thích hấp thu. Mà cái thuốc mà dễ mang cho lý tích là các dầu mỡ thì hấp thu dễ hơn. Đây là mình thấy là những cái thuốc mà mình muốn hấp thu nhanh thì bôi lên thì cái thuốc đó mình phải hiểu là nó tăng dầu, nó tăng dầu số. Bây giờ thì cái tác dụng thì mình nói những vị trí là tại chỗ, cái này là cồn và quy độ của nhà hàng, cồn và quy độ của là cồn bảy trăm, cồn bảy quy độ xuất khẩu và nhảy lên siêu nhân để sửa luôn. Mình uống rượu một cái lần độ tuổi thấp ở vùng khoảng 4-5 độ, từ cái chai khoảng 4-5 độ
thì nếu như mình dùng cồn 7-9 độ mình đi sát khuẩn thì khi mình vừa mới lấy ra mình bôi cồn mình đi bôi cho hết thì sao? Cái cồn bay đi. Và khi cồn nó bay rồi thì sao? Thì khả năng sát khuẩn nó không còn. Có nghĩa là khi mình dùng cồn 9 độ thì sát khuẩn tỷ lệ là 10 lần vừa. Thế là mình lấy ra mình bôi thì nó sát khuẩn được một chút xíu thôi. Những cái nào vừa bỏ xuống được trà thì hay lúc đầu tiên nó sẽ không sát khuẩn được. Vì lúc đó nó sẽ giết được. Có mình bôi tới nữa là bay hơi hết trơn rồi. Đây là cái vấn đề gì? Cái hiệu quả của việc sát khuẩn có thể bị ảnh hưởng và bị cồn bị hơi. Mà trong cái chương trình nó có vấn đề là khi mà anh sát khuẩn mà anh không dám đạt 100% sát khuẩn được thì thôi là nguy hiểm lắm. Và anh giảm được cồn xuống 7 lượng thì hạ bị hơi giảm đi. Nhưng mà tính sát khuẩn nó chắc chắn có giảm tí xíu, nhưng mà nó đủ cái gì còn bị ổn định. Họ viên của mình gặp được độ 40-50 độ C thôi là nó đã được độ thôi, nó đã sát khuẩn. Còn cái cột này, dùng cỡ 4-5-6 cũng được, mình làm cũng sắc. Đấy, mình dùng cái cột 70 thì là sao? Tính sắc nó vừa là cao và bây giờ nó kém hơn, cho nên là nó sẽ tồn tại thời gian đủ để duyên của cái cột. Cho nên bạn thấy được tiền vừa rồi. Được tiền vừa rồi, mặc dù là người ta nói cột cột, người ta cũng cột đến cái độ người ta pha là cột 70. Và hầu như cái trái sắc cũng như là cột 70 độ. Ta phải biết được cả năng tiền hơn. Và cái cột 70 độ được ở trong cái khoảng cấp nhận được về khả năng bị mụn. Cho nên thời gian bay hơi nó cũng chậm hơn 1-10. Cho nên mình sử dụng nó hiệu quả. Còn nếu mình dùng cái 1-6 độ rồi càng bay hơi càng nhanh, nhiệt cũng thì nhanh nó càng hơi. Và như vậy thì bạn thấy rằng là nhưng mà cái 1-6 độ hơn 1-10 độ nướng khu vực đã đó, là nướng khu vực đã. Tốt nhất đó là gù. Tại vì
ruột thì cơ thể thành phần thuốc tốt nhất bị săn bằng. Ở bên chạy ruột thì mạch máu rất là nhiều, ruột nó dài, thứ nhất là ruột nó dài, diện tích tiếp xúc của nó là cho nên là lần sáng khi mà nó nhiều, nó rộng, nó lớn, cho nên là khi mà thuốc hạ, cái thuốc của nó nó phù nhận lại, nó có thể ruột để mặt đặc biệt ngon, ăn ngon. Còn cái thứ hai, cái còn lại là niêm mạc thì niêm mạc thì được dành cho những thuốc nào hấp thu qua đường niêm mạc thì được ngậm. Mình ngậm xong rồi thông thường mình ngậm mình sẽ tiến thuốc bột ra, một cái thuốc ra thì thông thường mình sẽ nuốt cái đợt xuống dưới, nuốt đợt xuống. Và khi mà bạn nuốt như vậy thì chỉ có một phần thuốc nó hấp thu qua niêm mạc thì còn không thì nó cứ đưa xuống dạ dày. Đó. Ngoài ra cái niêm mạc miệng còn một vị trí đặc biệt nữa đó là ngậm dưới lưỡi thì chúng ta nói này, ngậm dưới lưỡi. Còn tại sao mình gọi là ngậm dưới lưỡi? Vì là dưới lưỡi mình mạch máu rất là nhiều, tại dưới lưỡi mình có rất nhiều. Còn cái niêm mạc nó là rất là mỏng rồi, nên là khi mình ngậm dưới lưỡi thì nó đi vào đâu? Nó vào trực tiếp ở trong cái hệ mạch máu mình luôn, hệ tuần hoàn luôn. Và khi thuốc đi vào trong hệ máu tuần hoàn của mình thì nó sẽ tới cái vị trí đó là vị trí của cái phần là gì? Cái phần gây bệnh, cái phần nó cần tác dụng thì nó sẽ tới cái vị trí đó. Như vậy các bạn sẽ chung là cái dạng là niêm mạc thì đó là niêm mạc và ngậm dưới lưỡi, ngậm dưới lưỡi nha. Rồi và niêm mạc ruột non cũng rất là tốt. Ngoài ra niêm mạc ruột dài hay là trực tràng, niêm mạc ruột dài hay trực tràng các bạn thấy là cái này thường là gì? Thường đối với trẻ em nó quấy lắm, không buổi tối nó quấy lắm, không dỗ nó ngủ được rồi nó sốt mạnh. Số không phải không? Dỗ nó ngủ được rồi thì không thể đang ngủ cái tới dỗ uống thuốc nó kêu vậy à, con ơi dỗ uống thuốc đi thì nó quấy dỗ nữa nó đang ngủ bệnh hết lúc mình phải làm gì nó sẽ không cái giải thuốc là đi nhét hồng môn đi thuốc đạn á à rồi đi thuốc đạn thì nhét hồng môn đi thuốc đạn nó là không thường mình phải nên mua về bỏ tủ lạnh ở ngăn đá tủ lạnh nhớ mua về thì bỏ ngăn đá làm gì cho nó tâm lại cứng lại. Khi mình sử dụng cái gì mình lấy ra thôi, mình không chờ thời gian nó làm đông lại. Thì có một số bạn thì cứ nghĩ đơn giản là gì? Là mình đi ra mình bẻ, mình đem mình bẻ, mình rửa, mình để nó, mình để nó khi nào mình phải sử dụng mình lấy ra. Thì không phải. Tại vì cái viên nó mềm, mình để bên ngoài mình không có bọt lạnh, nó mềm. Nó mềm thì mình nhét hồng môn nó không được. Thế mình để nó cứng, không mình đá nó cứng lại, mình nhét hồng môn được. Thì lúc đó nó mới tác dụng lại hồng môn. Và cái đường trực tràng này thì tứ là gì? Nó sẽ hấp thu trực tiếp vào trong máu luôn chứ mà không cần qua hệ dạ dày. Như vậy khi cần tái mạch không cần có hệ dạ dày tác dụng thì mình sẽ đi cái dạng là tác dụng qua đường trực tràng. Rồi thì lúc cái đường này mình qua hấp thu qua đường không? Để mà hấp thu qua đường hô hấp thì gọi là thứ nhất á là đi qua đường mũi, là đường mũi đường miệng. Một á là mình xịt, mình cầm cái chai xịt xịt vô, xịt vô, à mình xịt vô miệng của mình thì nó sẽ đi vô và nó cái dạng phun sương, cái nước phun nó như vậy thì hàng trăm hàng ngàn cái dạng hạt bắn ra và nó đi vào sâu cũng học mình đi vào hốc mũi như vậy, khoang miệng như vậy, hấp thu được máu thì cần một cái cách sạch đó thôi thì giúp cho mình là phòng ngừa các bệnh về hen suy, hen suy à, thì lúc đó mình điều trị được. Hoặc là khi mình sạch phòng mũi thì không thường là phòng mũi không sạch vì mũi nó sạch vô một cái là dễ gây trường hợp là gì à, hắt xì nên mũi thực thể là tích vô hoặc là gì rửa lên từ nhỏ vậy có dọn mà sạch cũng có sạch ví dụ các trường hợp là cái đó mình sạch thì mình sẽ đưa vào trong mình sạch mạnh cho nó phun bên trong mạnh. Nhưng mà đối với những bạn mà không quen sinh tức là sinh vô cái hắc xì hay là gì thì rất là khó. Đây là cái phần thuốc sinh của những bạn được dùng từ từ sinh mũi và sinh miệng này được dùng để trong các bệnh về phổi hay về phổi về đường hô hấp tức. Và cái đường tiếp theo là tim. Và nhớ này là có bốn đường tim tất cả. Đường tim thứ nhất là đường tim tĩnh mạch IV, đường tim thứ hai là đường tim bất IM, đường tim thứ ba là đường tim dưới da SC và đường tim thứ tư là đường tim trong da SD trong da và đường tim trong da SD. Nhắc lại có đường tim dưới da SC còn có đường tim trong da
đây. Mà nó này này ha. Bây giờ mình quan thêm thì trong cái đường con các bạn hình như là trong cái đường mà mình có cái đường là những đường tim này thì cái đường tim tĩnh mạch và đường tim IV là tim trực tiếp được mạch máu của mình không thường đi vào đâu đi vào cái ven thì khi mà tim vào trong đường tĩnh mạch là toàn bộ thuốc sẽ đi thẳng trực tiếp vào trong máu của mình và người ta sẽ hỏi một cái câu rất thường dụ rất quan trọng đó chính là sinh tất cả cái việc của thuốc. Sinh khải dục là gì? Sinh khải dục là khả năng tác dụng sinh học của thuốc đó. Thì trong thường những cái thuốc mà tim đường tĩnh mạch IV thì sinh khải dục đạt 100%. Nghĩa là khi thuốc vào trong cơ thể mình là 100% thuốc đi vào trong cơ thể và sẽ như vậy và nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt hơn. Vì vậy thì mình thấy là cái nói là trong các cái đường sử dụng thuốc đó, thì có đường nào sẽ đạt cái hiệu quả tốt nhất? Chắc chắn là con đường mà tốt nhất là con đường tim. Và tim nào thì là tim tĩnh mạch là tim trực tiếp vào máu. Và chính vì cái tim trực tiếp máu nên là khi mà lấy thuốc nó về tim thì mình nhớ là phải đối chiếu thứ nhất là kiểm tra phải đúng tên thuốc hay không, thứ hai đúng hạn dùng hay không, thứ ba phải đúng dạng dùng hay không, thứ tư đúng tên người bệnh hay không và đúng liều lượng hàng liều tốc độ và liều lượng đó. Mình phải nhớ kiểm tra này tên bệnh nhân liều lượng tốc độ tên thuốc đúng tên sử đúng cách dùng và đúng hạn đúng làm được là được thuốc đó. Rồi thì đó là cái mà mình sẽ thấy là cần phải chú ý đó. Và ở bên đây mình còn có những cái dạng tim tim bấm và IM nhưng dưới da SD nhưng trong da SD thì cái đường tim này thì nó cũng có và cái mức độ nguy hiểm của nó thì không có còn gian tim đường tĩnh mạch. Và thấy anh tim đường tĩnh mạch đó là cái người có tay nghề cái tim được đúng một cái ven của mình ha, ví dụ như bệnh viện tim của cái ven này là tim vô tim. Còn tim bấm á, tim bấm là cái tim của trước của những người vô biệt ngồi đúng không, mình ngồi xong mình tự có cái áo lên không tim mũi lên cái này bắp cái cơ bắp thịt của mình nên tim ở đây gọi là tim bắp. Hoặc là chúng ta thấy những cái người mà người ta như được đi cấp cứu khi ta thấy không thích tim đây nằm lên à, mấy người nằm ở nằm sát lại lấy xuồng ra thì phải mong ta sẽ tim bắp vô cái à, ai gọi tim bắp lấy vào thì nó phù từ từ và được già nó mở ra thì đó là tim bắp đó. Thì mình thấy rằng là nó là cái dạng mà dùng cái đường tim. Còn tim dưới da, tim trong da thì đó là một số kỹ thuật để tim trong cái việc là phẫu thuật hay là một số dạng tim để làm đầu để sử dụng làm tiền thôi. Chúng ta thấy là bây giờ những chỗ mà thẩm mỹ viện mọc lên như năm á, nó chỉ là gì? Tim filter, botox, đó, botox á thì tim rất là nhiều. Mà hầu như là các bạn có tim thì các bạn tay nghe thôi. Chưa học qua trường lớp nào mà chỉ là chỉ cứ vô cái đó rồi từ tiền này bay qua tiền kia rồi các bạn là gì? Là tuyên tay nhau cũng rất là nguy hiểm bởi vì chỉ cần một cái lần nào đó mà sai lầm thôi là không là ta không thể hạn chế được. Giống như ở trường mình hiện tại bây giờ nhà trường cũng học trường ta học tới phương đó cái này cũng còn là bây giờ mở một cái phần cái cạnh đó là cạnh về hướng dẫn về dạy tim tĩnh cho những các bạn học bên ngoài và đăng ký học có lớp tim tĩnh rồi tim tĩnh mạch thì bây giờ mình già nó thấy sợ người ta không muốn mở mặc dù mở ra nó có tiền nhưng mà không dám mở vì sao mở ra xong rồi bật tim nó chạy bật chạy đạt hoàn đầy đủ tim đạt hoàn tim vô hình cái này là luôn cái lúc bật ra bật tim người ta mà làm không khéo bật tim nó biết cái gì một cái à thì lúc đó là sao à bật truy ra cái bà mẹ ai cấp chứng chỉ là ai cấp truy ra tới trường cấp như vậy thì mình nói như là không truy được nhưng vừa rồi bạn thấy cái nhà ở Hà Nội không 56 thì cái đâu bây giờ truy ra cái gì ai cấp như vậy truy tới đó luôn đúng không mai mốt mới truy luôn ra cái người nào luôn cuối cùng là sao có những chuyện gì là nên là cái chuyện này là mặc dù cái bằng cấp này là cái chuyện là tin tích thì rất là nhiều người muốn học để có bằng hay kiểm tra được mà không có mở ra vì nó rất là nguy hiểm rồi tim dưới da và tim trong da là hai kỹ thuật cơ bản mà thật sự thì cái tim trong da dưới da đây cái tỷ lệ để mà dẫn đến cái việc tử vong hay là tỷ lệ dẫn đến cái thương tổn là ít thương tổn là ít tại vì nó không mua máu nó chỉ ở ngoài da nó thu từ từ vào thôi cái thời gian hấp thu từ từ vào đó thì mình đánh giá được cái bệnh nhân này người ta bị nhiễm hay không ta kích thích hay không ta có thể xử lý được ha. Còn tim tĩnh mạch một cái thôi nó xong rồi còn tới máu là không cách nào chứ nó lọc máu thì nó dùng thuốc là khá
đúng tên bệnh nhân, đúng hạn bệnh, đúng cái điều kiện, đúng cái tập quán, đúng tình huống, tất nhiên đúng chuyên nghiệp, không đúng chuyên bất thì nấu một ca thì vậy thì dưới da nó không chặt nè và nó còn đau. Tuy nhiên thì mình có thể thấy rằng là nó tiếp tục hấp thu chất chặt của nó, mình có thể mình cắt tiết đường với người như vậy. Cho nên là tiêm filter, tiêm botox đó thì nó sẽ là cái dạng tiêm dưới da cũng đẹp nha, tiêm bóc đường thu nhanh, tiêm dưới mặt cũng hấp thu nhanh và hoàn toàn. Và chính vì tiêm dưới mặt hấp thu nhanh và hoàn toàn cho nên tiêm dưới mặt này gọi là xương cả dùng da cũng căng căng nha. Còn các cái dạng khác mà thầy thầy ơi, và các cái dạng khác mình có gọi là tiêm tiêm đạt thì đạt cái sinh thái thì 100% không, xin thưa là không. Thì có một mình cái tiêm dưới mặt tiêm IV đó, ví dụ tiêm này tiêm dưới mặt này tiêm trực tiếp dưới mặt máu luôn, thì lúc đó là mình mới gọi là tiêm mà gọi là đạt tiêm bây giờ mình vô các yếu tố ảnh hưởng thuốc. Thì các yếu tố ảnh hưởng thuốc thì có nhiều cái, chỉ nước của nhanh thôi, độ hòa tan của thuốc hay là chắc chắn rồi có ảnh hưởng không, chúng tôi có uống một cái dạng là dạng viên thuốc với là uống một cái dạng là siro hoặc một cái dạng là dạng thuốc hòa tan hoặc là thuốc bổ sủi, chắc chắn là những cái dạng mà nó hòa tan sạch là tốt hơn. Nồng độ thuốc tại nơi hấp thu mình dùng đúng cái nồng độ thì nó tốt, mình dùng sai cái nồng độ là vô tiêu. Em bé từ sơ sinh đến 2 tuổi đến 2 tuổi thì dùng một cái liều hàm từ paracetamol bằng 80mg đến 150mg. Paracetamol ấy, anh đau á, sủi thôi, từ 80mg đến 150mg. Nước lớn một tí trên 2 tuổi đến khoảng là 3-4 tuổi thì dùng là 250mg. Mà năm mấy các tuổi trở lên rồi ấy, thì mình dùng một cái liều 375-500 cũng được thôi. Có gì rõ ràng là nếu mình dùng sai liều, em bé lớn rồi 10 tuổi, 12 tuổi mà dùng cái liều hàm lượng có 80mg như là dùng cái dạng nói sủi cho em bé đó, thì về nhà thì mình không có hiểu cái ồ thuốc nào cũng được mà cũng là paracetamol, cái là cầm cái gói thuốc ra nó cũng là paracetamol, thì nghĩ rằng à uống paracetamol thì cái hàm lượng giống cái nào, thế là sẽ bé ra và nói đó thì cái hàm lượng có 80mg. Mà em bé này là 10 tuổi thì nó ít nhất phải cần hàm lượng 250-375 rồi. Thì nếu mà cho em bé này uống ít nhất cái gói sẽ sao sẽ cái muốn làm gói của cái vật 80 trộn của lượng, tại vì mình đâu có hiểu, mình không hiểu được cái hàm lượng là gì hết, cho nên mình sẽ có gói là đủ thì làm sao nó hết bệnh được, bởi vì là nó không đủ nồng độ hàm lượng, hiểu không? Nên là cái mình học xong mình phải biết được nồng độ hàm lượng như thế nào nữa, quyết định đến cái việc dùng thuốc của mình. Rồi đó là cái cơ bản nha. Còn pH là độ hòa tan hấp thu thì nó liên quan đến axit của dạ dày. Bề mặt nó hấp thu thì rõ ràng ở đâu có bề mặt càng càng nhạy như là càng nhẵn ha, càng nhẵn hoặc là nó nhiều cái lông mao thì cái lông được hấp thu thì nó sẽ hấp thu tốt hơn. Đây là đề nói về cái phần số 2 là về phần phân phối của thuốc. Phân phối của thuốc các bạn lưu ý một chút xíu là khi thuốc đi vào trong cơ thể nó sẽ chảy qua những cái quá trình nào đây, khi thuốc đi vào trong cơ thể nó sẽ chảy qua quá trình nào. Đầu tiên, thuốc đi vào trong cơ thể, nếu như thuốc đó ở dạng tự do, tức là dạng có tác dụng lọc tính thì nó chạy theo máu chạy tới các cơ quan bộ phận khác, có hình như không? Thì thuốc được hấp thu, thuốc cũng ở trong dạ dày nó rã ra, nó hấp thu ở trong máu rồi. Nhưng mà trong máu hiện tại mình đang có là thuốc rồi. Nhưng mà cái thuốc đó, nếu như nó ở dạng tự do từ đầu đến cuối luôn, thì lúc đó là cái dạng tự do nó có tác dụng để mà điều trị bệnh. Như giả sử là gì? Giả sử là nếu như mà cái dạng tự do đó mà mình để nó vô tổ lại thì mình sẽ không kiểm soát được cái sự sử dụng thuốc. Thì ở đây nó có một cái là cái liên kết protein huyết tương và protein huyết tương là albumin và globulin. Thì khi mà mình cho cái thuốc của mình uống vào trong cơ thể hấp thu vào rồi, nó là liên kết với gan là albumin và globulin, nó tạo ra một cái dạng đó là gì? Là một cái dạng là thuốc gắn với protein. Và những cái này là protein nhưng mà nó có tác dụng gì? Nó có dụng, nó tác dụng là vận chuyển trong cơ thể đến đây. Các bạn có hình này. Như vậy khi uống thuốc vào, những cái màu xanh này sẽ ở dạng tự do. Đó là những dạng thuốc ở dạng tự do. Mà thuốc ở dạng tự do là ăn màu xanh này sẽ có tác dụng, hay là effect tác dụng. Như vậy thì những cái thuốc ở dạng tự do màu xanh này sẽ có tác dụng. Nó tới cơ quan nào thì nó sẽ đi vào cơ quan đó là có tác dụng điều trị. Còn những cái còn lại màu vàng này nè, anh đang được gắn với một cái màu tím. Cái màu tím này là tượng trưng cho là protein,
protein tích tụ trong cơ thể. Protein tích tụ trong cơ thể nó là cái gì? Nó có thể là albumin hoặc là hoặc là globulin. Thì ở đây những cái tích tụ đó nó sẽ làm gì? Nó sẽ gắn giữ các cái này như thế này, đó là các cái thuốc thuốc cái chạy mà kết hợp. Như vậy thuốc này là ở dạng các cấp protein tích tụ, nó chưa có được tự do. Khi mà nó gắn như vậy thì làm cho cái thuốc mà đang gắn ở trên này là bất hoạt, nó chưa hoạt động. Đến khi mà thấy anh học đổ cái màu xanh này nè, học đổ cái màu xanh là đổ thuốc á, trong nó đi vào trong tế bào tác dụng càng nhiều thì trong độ của thuốc ở trong tế bào nó càng ít. Mà như vậy nó phải cảnh báo được là cảnh báo được là nếu mà nó không tác dụng được, không được hiệu, mình phải hiểu rằng là các cái cơ quan này nó sau khi nó nhận cảnh báo nó sẽ nhả anh một bài, nhả một tiếng ra, một bài nhả không tiếng ra, nhả dẫn đến nhãn hết cái căn hộ phía này ra, nó tạo ra một cái khối lượng là màu vàng và màu xanh rất là nhiều. Thì khối lượng đó nó sẽ làm gì? Nó sẽ có tác dụng là hút được nó và nó đi tác dụng của thành phần khác. Nó tóm lại là điều khi thuốc uống vào trong cơ thể nó phải có dạng tự do, nó mới có tác dụng điều lý. Còn khi nó gắn nhắc protein rồi thì nó sẽ có dạng điều chỉnh khi nào cái dạng mà tự do nó hết đi thì cái dạng gì nó mới cứ tháo ra là cái cơ bản. Thuốc có thể được phân chia thành số phần cơ thể như là acen nó có trong sừng, trong tóc con, còn chlorine thì calcium có trong răng và xương, chlorophyll thì có trong cái melanin và vân vân. Thì đây là những cái thành phần đó. Calcium nó có ở trong răng và xương nên chẳng câu chuyện là mà nhưng tổng thể nếu mà có hai cách đây khoảng 20 năm về trước trong trường rồi đó là kháng sinh nó chưa có nhiều cho nên thường sử dụng một kháng sinh rất là phổ biến là tetracycline là một kháng sinh mà nó được sử dụng rất là luôn hồi xưa nhưng mà có điều sau khi người ta nghiên cứu là thấy rằng là tetracycline này bản thân nó có một vàng và nó gây ra cái gọi là vàng răng về tích trữ ở trong răng. Như là khi mình em bé nó có răng thì nó đầu tất cả của răng em bé là nó làm cho răng cái nó có một vàng. Chính vì vậy thì khi một ngày nè mẹ có thai thì mẹ cũng không được uống cái tetracycline này vào, uống tetracycline thì đi vào thì nó sẽ làm cho cái cơ thể của em bé sẽ chịu luôn tetracycline và nó sẽ gây làm cho cái xương và làm cho cái răng nó sẽ bị ố vàng thì đó là số cái cơ bản. Chuyển hóa thuốc từ thầy đưa các bạn hình thôi, các bạn biết thuốc thì các bạn chuyển hóa qua hai bộ phận, một là qua thận, hai là qua gan đào thải ra ngoài qua cái đường là gì, cái đường đại tiện. Đây là gì, là phân. Rồi mình đi qua tiếp theo các đường thải từ của thuốc. Các đường thải trường của thuốc có thể có là thải trường qua thận, thải trường qua đường tiêu hóa, thải trường qua đường hô hấp và thải trường qua sữa, cũng có thải trường thuốc qua những con đường khác như lông tóc móng có thể như vậy. Đây là những con đường thải trường của thuốc an toàn như vậy. Như vậy thì hai con đường thải trường chính của thuốc vẫn là qua thận và qua tiêu hóa. Tổng qua tiêu hóa thì có thể đi qua trường và đường phân, đào thải phân ra, còn có đường thận ngoài ra còn có những con đường khác như hô hấp, đường qua sữa và các con đường thải đường khác thì mình sẽ nắm được phần này. Rồi các bạn chỉ cần nắm được như vậy thôi, các bạn không cần phải đi sâu vào phần này kia. Thải trừ các đường khác này, lông tóc móng mồ hôi nước bọt nước mắt và phân. Rồi, như vậy là slide đầu tiên, như là bạn nắm được cơ bản về cái việc học.